Lời đầu Trâm xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em yêu trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em giới thiệu tiếp đến các bác một tàu đĩa của hãng Soli với model là CDP 222 ES. Chúc tàu này là sở hữu size 43, mặt phay nhôm sơn đen. Đấy, chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó là 32 cm. Đầu nặng 5 kg và em mới được sản xuất năm 1986 với mức giá là 66,8 ngàn yên. Đấy, cũng rất là cao các bác nhé. Thì chiếc đầu này nó sở hữu hai con giải mã PCM56P. Đấy, cũng lấy lại rất nhiều tụ của Elena nổi tiếng, chất âm của nó rất là dày dặn và chi tiết. Thì về thì mặt mũi em nó rất là đẹp nhé, không biết chảy xước nữa các bác nhé. Đấy, đây thì em sẽ quay về cái phần ngoại hình của em nó để cho các bác xem. Đấy, rất là đẹp, không bị cấn mót gì nhé. Sau em nó đây CDP ES 222 ES, điện 100V, ví dụ 11W nhé. Nông sơ riêng máy là 244625, sản xuất tại Nhật Bản. Đấy, rất là mới. Cái này là dây rắc nguồn rời đó nhé. Mặt em nó đây, em nó thì không có một biết chảy xước luôn bạn. Nắp lưng nó đây cũng rất là mới nhé. Đây có một góc cái này là cái keo thì từ bên đấy là dính vậy. Em để vậy thôi. Em sẽ mở cái phần máy để cho các bác xem. Máy rất là mới nhá, tụ Elena này, tụ to đây. Này nó sẽ không giải mã PCM56 đây các bạn này. Chất âm của nó thì rất là dày dặn, một con hai con dày dặn và chi tiết các bác nhé. Cơ chắc chắn này, cơ rất là chắc chắn. Móc vẫn còn là 7 màu đây. Trước khi em test mắt đọc cũng như là chất âm của em nó thì em cũng các bác hãy nhớ đăng ký kênh và like share kênh YouTube của em để cho nhiều anh em yêu đôi trên mọi miền Tổ quốc được biết đến để ủng hộ em. Em cũng cảm ơn các bác. Mắt này để đọc cực tốt các bác nhé. Nhận bài nhanh.
ta gặp nhau trong mùa màng, ta gặp nhau trong mùa màng, cơn mưa đến sao vội vàng như đôi ta xa. Không lời nói nhưng trao thật nhiều qua ánh mắt, qua nụ cười sưởi ấm trái tim anh đã lạnh khô. Một trái tim khô, một trái mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn một mối tình cầm. Mặt động rất là tốt các anh nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Thì chiếc đầu đĩa này em bán với giá là 1,6 triệu đồng. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 223269 các bác nhé. Đấy, giá không bao ship đâu nhé.
Em muốn cảm ơn các bác đã thường xuyên theo dõi kênh YouTube của em, cũng như các bác đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em suốt thời gian qua. Em thành cảm ơn. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh, like, share giúp em. Cảm ơn các bác.